Hello, hello, xin chào các bạn nha. Thì mình sẽ làm một cái clip về câu cá. Clip này mình chơi trò Fishing Planet. Hôm nay mình vào trong cái map Makumaku nha. Không phải, Marong River. Marong River này ở Bolivia nha. Đấy, bây giờ này đây là cái bãi câu cá trê nè, bãi câu cá cách fit nè, mấy cá da trơn nè. Bây giờ mình sẽ lên về bến tàu nha, mình sẽ về bến tàu mình câu nha, mình về bến tàu mình lên tàu mình đi câu con cá trai ra, cái con này nè. Đó, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem mình con câu con Tambawi và con trai ra thôi nha. Đó, hai con này nó đều có trophy và unique hết. Đấy, bây giờ này mình đi thôi. Go go go. Lên tàu này nè. Thấy không? Khởi động tàu lên. Rồi. Chạy nha, chạy nha. Ok. Ok, ok. Mình có cái boss mấy con cá Unique nè. Ở đây có Unique Chahira. Con này là Unique Tambawi. Còn con này là Unique Unique Ripshow Catfish. Mình sẽ farm con Tambawi và con Chahira nhé. Quy à, mình chơi cái boss này. Cái mồi của nó là Rubber Tree Six Pallet Hawk thằng 6. Mình câu lưỡi này là câu phao. Rồi cái chỗ này là thì câu chì nó không có các bạn. Câu chì nó không có nha. Ở đây câu chì nó toàn là dính mấy cái con piranha không à. Đó, cho nên là mình để đó mình câu Tambawi thôi. Còn cần này thì mình lua con trai ra. Đấy. Câu gì vậy? Ở đây mình dùng máy Major Bobber 42g thăng 5 nha. Lưỡi thăng 5 nha. Bây giờ bobber này là mình câu top water lua trên mặt nước nha các bạn. Đó, mình đang lua trên mặt nước đó. Mà con trai Hira này nó cũng có tiền, nó cũng nhiều. Mà XP kinh nghiệm của nó cũng nhiều. Đó, tuy là nó không bằng con catfish thôi, nhưng mà catfish câu lâu lắm. Lâu kéo lên cũng lâu, mà lâu lâu nó mới dính trophy. Lâu lâu nó mới dính unique. It's very long. Long time to cut unique cut trophy. Try dry easy to cut. Rất là dễ nha, rất là dễ câu được con trai ra nha. Nên thời gian câu con trai ra nó nhanh hơn.
tiền nó là gấp 3 lần các bạn, gấp đôi nha. Tiền nó gấp đôi nha, gấp đôi mấy con kia nha. Ví dụ mấy con kia nha, 100 ký, 200, 300 ký, còn con này nó tới đâu 200, 300 gì đó. Này mình dùng bóp pin nha. Mình nhấn trái chuột liên tục và mình lâu lâu mình phải chuột một cái thì nó kéo bóp pin bóp pin. Ồ, lâu như thế. Lâu thế, lâu quá ha. Các bạn coi thời gian nha, hiện tại thời gian của mình như thế này, biểu đồ cá nó ăn nè. Đấy. Một nó dính rồi đó. Tại đợt đi câu này mình chỉ đem có cần câu phao à. Nên là rồi kiểu này nhỏ xíu chắc là con piranha nữa rồi. Piranha này nó ăn tạp lắm nha các bạn. Thấy không? Câu chìm, câu phao gì cũng có nó đó. Titan Yom Ritter dở dầu gì mà nó cắn được. Ha, à, đồ má nó nhào lên nó đớp mồi không à. Con piranha này nó manh động dữ lắm nha các bạn. Nó nữa đó, nó thấy không? À, không ăn. Kệ nó. Quỷ lên nữa, thiệt là tình à. Biến dịch lên quá. Đi ra nhà nữa chứ đâu. Ừ.
Cho nó xảy luôn đi. Mới xảy con trai ra. Miss. Nó kia fish on ha. Fish on mà không hay. Dựt lên nó xảy. Chi phí đi lại nó cũng mắc lắm, 14.000. Rồi cái chi phí mà câu tiền listen mua mà mua giấy phép là 10.000. 10.000 đô. Mắc hơn bên Peru nữa. Nhưng mà có điều là nó chi phí đi ở lại á thì nó rẻ. Có 1.500 ở lại ngày nữa. Trong khi đó mấy cái map kia ở lại mắc lắm. Lại được tới 4.000 lần, 2-3.000, 4-5.000. Cầu lầu qua không có nữa chứ, quái thiệt. Có đi con, ăn đi con. Đó ha. Xíu nữa là dính rồi, fish on rồi. Wow, 6 giờ rồi. Con chưa được con trai ra nào chơi. Trai ra đâu ra chơi mẹ ơi. Mấy sông ở Nam Mỹ này mình thích câu trai ra với lại ba gia ra nha các bạn. Ba gia ra rồi trai ra này nó câu đã lắm, ăn mồi đã lắm. Bót rồi mà sao kỳ vậy? Chém hoa chém sạc. Dính con đi, trời đất ơi. Dính con nào chứ. Cảnh đây đẹp các bạn ha, quá đã luôn chứ. Có cái sông cái rạch mà câu về luôn quá. Lâu thế.
vậy mà không dính nữa. Đồ má. Trời ơi, xịt. Kỳ vậy. À, vậy mà không dính nữa. Nhào đất hai ba cái vậy mà không dính. Kỳ thiệt thôi. Đây. Đây con. Ồ, chú cha ơi, vậy mà không dính đâu. Kiên nhẫn lời vàng, nhất định mình sẽ câu dính đó. Trước mình câu ở đây dính con là Unigi mà. Hôm nay mình câu hoài mà không dính. Lâu thế. Những chơi hay sao đây? It's fun. Tron. It's Tron. Hoài không dính. Thank you.
5 giờ mấy mà cầu tới 6 giờ mấy luôn không có. Đồ mà ngầu thiệt lạ thiệt chứ. Tròn mình đúng là tròn thiệt chứ. Hồi lúc mà mình nào không làm video clip thì cầu dính hoài luôn. Tới chúng mình làm liền và làm video clip thì cầu hoài không dính. Đồ mà bực ghê thiệt chứ. Này làm video mà cắt ghép thì mình không thích cắt ghép. Thích cầu thích trực tiếp. Đồ mà chán vậy. Ồ. Oh man. Oh shit. Đi con. Khó vậy. Mission Trophy Catfish 2 đó, Catfish Jeep Bay đó. Hiện tại là mình câu được cái Marong River này là mình câu được con ấy rồi nha các bạn, Retail Catfish rồi nha. 30 kg, nhưng mà con đó là mình câu 40 mấy kg. Trophy á, ở đây mình đã câu hết con Catfish Unique luôn à. Tròn mình thiệt rồi. Làm video cắt ghép thì mau, còn làm liên tục kiểu này thì đợi thấy mẹ luôn. Thấy anh đâu chân. Ủa mà nãy mình nói hồi câu nó cũng nhanh có lắm. Giờ này phải xấu hổ chưa. Trời ơi, cuối cùng lại câu lại lâu có dữ vậy đó. Ủa má nó. Tròn mình hay sao thôi. Lên coi. Dính lá cây. Oh man. Oh má. Nó dính rồi nha. Oh man. Lâu lắm mới dính đó. Lâu chết mẹ luôn mới dính. Oh shit. Con này chắc bình thường quá, không được trophy quá. Nhỏ mà con này nhỏ. Oh man, xíu vậy. Xíu. Oh
còn gì đây? Đi ra nhà rồi. Đi ra nhà. Mà gặp nó thấy ghê chưa? Má nó cắn chết luôn quá. Té xong mà nguyên một bầy nó bù lại nó cắn cho tròn có bộ xương quá. Má khít thiệt, không cá gì được mà cái răng ớn. What? What the hell? Hit it very very dangerous. Ở dưới sông Nam Mỹ này có mấy con cá ghê không à nha. Sắp sửa là mình lên trên Amazon Maje nó có cá mập nữa. Ghê chưa? Ở Peru với Bolivia này mấy cái con là piranha, sát thủ chai ra rồi găng con nào cũng lấy tới ớn khiếp. Bayara căng nó như là căng cho sói. Bayara chai ra piranha ớn Arabaima. Arabaima vậy mà nhìn cái miệng của nó thấy là không thấy răng nữa. Cá thì là bự nhưng mà thấy không thấy răng. Arabaima như là cá hải tượng thì phải. Việt Nam mình kêu là cá hải tượng. Dính đi con nhỏ nhỏ chưa được châu Phi nữa. Không biết khi nào câu dính con Uniki. Đó nó là anh kìa, anh kìa. Đã chưa, đã chưa các bạn. Choppy đi, choppy đi. Đợi lâu quá. Choppy nha. Choppy nha. Có lúc các bạn à, nó qua tới 7 giờ rồi đó. Qua tới 7 giờ rồi, đầu giờ nó ăn. Nãy mình câu là câu 4 giờ hay sao? Câu 4 giờ. Anh lên con. Lên đây dì tim của anh coi. Dì tim của anh em ơi. Choppy đi, choppy đi, choppy đi. Sao nhỏ xíu rồi. Đúng mà. What the fuck. Choppy mà cuối cùng cá nhỏ xíu rồi. Cá này giống cá lóc ở Việt Nam quá. Rồi gần nó thơ ớ không. Kiếp thiệt. Cắn cho chết quá. Rồi, piranha nữa rồi, nhỏ xíu rồi. Ôi, coi kìa, coi găng của anh kìa. Choppy mà chưa thấy con Choppy nào cho nha các bạn. Nãy giờ câu con bình thường không mà chưa thấy con Choppy. Choppy là con trưởng thành đó. Con Uniki là độc đáo. Con đó là nó phát triển vượt bậc rồi, nó sống lâu rồi. Rồi bây giờ mình muốn câu con Uniki và con Choppy và Uniki cho các bạn xem. Mình chủ yếu mình farm ở đây mình nhìn thấy cảnh nó đẹp. Các bạn thấy không? Cảnh đẹp không? Quá đã, farm cảnh chỗ này quá đã, nhìn thấy cảnh cây cối rồi cả. Quá đã. Con cá mà nhìn thấy cảnh này thôi chứ còn gì nữa. Quá tuyệt vời. Còn gì để nói nha. Cảnh mà yên tĩnh như vậy.
lâu khá lâu rồi đó, làm video cũng khá lâu rồi đó. À, nên mà nó không chưa dính như Nuki. Cái loại câu nha các bạn, thì cái lưỡi câu mà mình có cái kiểu nha, kiểu này là mình làm biểu popping, còn còn cái kiểu mà mình câu chìm á, mình lua chìm á, thì mình có nhiều kiểu lua lắm, top and go nè, rồi lip drop nè, rồi teaching. Mình thường hay top and go. Teaching là mình dùng để cho mấy con như con bay rồi, mấy con mà thợ săn con đó là mình phải teaching cho giữ lên cho nó thấy chọc nóng đó. Còn mấy con như là mấy con drop thì mình câu kiểu stop and go lợi hại lắm, hoặc là lip drop. Còn cái kiểu này thì chỉ có một lỗ thôi, nếu mà mình kéo đơn giản mình kéo như vậy nè, là nhấn trái chuột. Trái chuột mình kéo về thì nó đơn giản quá rồi. Giờ mình làm thêm phải chuột, lâu lâu mình phải chuột cái nữa thấy nó lip nó bobbin không? Đó, này là bobber nhưng mà mình làm kiểu nó gọi là bobbin. Còn worker thì nó đi gọi là working. Mình làm vậy thì nó working, nó đi nó lạng qua lạng lại. À, được má thì câu lâu thiệt chứ. Câu dính hai con mà hai con bình thường không được trophy nữa chứ. À, xui quá. Câu chắc cả ngày mà không có được cái trophy quá. Mới quảng cáo ở chỗ này câu trophy nhanh lắm, mới có trophy đây bây giờ này. Làm gì tròn quá tròn rồi. Mình câu được trophy ở Unity mình sẽ nghĩ nha các bạn. Câu cho các bạn thấy mình câu được trophy ở Unity. Rồi chưa thấy chú Phi Unity đâu hết. What? Trophy mà con này có chút chiếu vậy. Ồ, có chút chiếu à. Bà con coi coi, trời ơi, chuyện kỳ vậy. Mình thích mà câu lua nha. Câu lua thấy nó vui hơn là câu chìm. Mình đã chìm đợi lâu quá, không biết ăn giờ nào. Mình thích lua kiểu này chơi á, vui. Thank you.
cái. À, dính rồi nha. Chốt phi nha các bạn, gán lên nha. Gán chốt phi nha con. Gán vào đó. Chù cha nó mất sức rồi. Kéo đơn giản kiểu này thì không ra chốt phi đâu. Coi. Oh, Unity luôn nha. Đó, các bạn thấy không? 9.700 nha, 7.000 USD nha. 9.700 tiền nha, 30kg Unity nha. Đấy. Ok, con Unity đọc không? À, con này thấy nó đã hắc gì đâu. Trời ơi, đã gì đâu á. Chán luôn nè. Đây coi. Được. Ổn. Ồ trời ơi. À. Xin tấm hình đây. Rồi ok. Đẹp trai luôn. Unity 7.400 XP nha. Ồ má. Đã thiệt nha. Ok. Rồi. Mình farm ở đây cho các bạn thấy rồi đó. À, farm á, tiền cũng nhiều lắm. Tiền nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều lắm. XP và money. Fast money, fast XP. Tự nhiên bữa nay nó tròn mình sao á, mà thấy nó lâu lắm mới được con nghĩa Unity. À, lâu lắm mới có Unity. Đó, bây giờ này mình thấy là mình câu ở cái bot này nè. Bạn chỉ cần lại là cái boss này ở đây, ở vị trí này. Bạn vô đây cái boss này thấy được con Unity thôi. Unity đằng trước mình câu được 32kg nè. À, buổi tối. Bây giờ này mình câu này buổi ban ngày. Câu này mấy giờ bopper 42g thăng 5 nhé. À, đứng đây, câu vị trí này. Ở đây là bến tàu nè, các bạn lấy, các bạn chạy về phía này. Chạy về phía này. Chạy về phía này tới đây mình ghé vô. Đó, tới đây mình ghé vô mình câu thôi. Ở đây bến tàu ở đây nè. The dock. The dock here. And you try go ahead. Go ahead, go ahead and translate. It's here. It's the bot try here. Ok. Rồi chúc các bạn may mắn nha. Good luck. À, mình xin tạm dừng video đây nha. Nếu thích thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Đã thiệt.